Chào mừng anh chị em đã tới với Man City Homie. Đây là nơi đem tới cho anh chị em những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những bình luận sâu sắc xoay quanh The Citizen. Hãy đăng ký, bấm rung chuông để cùng chúng tôi bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Bị thua Pháp, De Bruyne và Doku trở lại Man City. Với tính chất căng thẳng của trận đấu, cả Pháp và Bỉ đều nhập cuộc một cách thận trọng. Vì vậy trong hiệp 1 không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Pha bóng đáng chú ý nhất của Pháp là cú đánh đầu của Marcus Thuram đưa bóng ra ngoài trong gang tấc ở phút 34. Trước đó 10 phút, thủ thành Magnan phải vất vả cứu thua sau quả đá phạt hiểm hóc của tuyển Bỉ. Sang hiệp 2, tuyển Pháp đẩy cao đội tấn công, Kylian Mbappe chơi sông sáo và nhiều lần đột phá bên cánh trái gây ra nguy hiểm. Anh cũng có một cú sút đi vào xa trong gang tấc ở phút 54. Antoine Griezmann, Tchouameni hay cả trung vệ Saliba cũng tích cực dứt điểm. Tuyển thủ Bỉ cho thấy họ không hoàn toàn ép vế khi có những pha phản công nguy hiểm không kém. Cả Lukaku hay De Bruyne đều có những cú sút rất căng buộc thủ thành Magnan phải trổ tài. Bên cạnh các pha tấn công, trận đấu cũng thường vỡ vụn vì những pha va chạm liên tục của hai đội. Trọng tài chính Glenn Schneeberg đã phải cắt cò liên tục và rút thẻ. Càng về cuối trận, viễn cảnh về loạt luân lưu lại hiện rõ ràng. Thế nhưng một tình huống may mắn lại khiến tuyển Bỉ phải trả giá. Phút 86, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của Pháp là Colomiani nhận bóng trong vòng cấm. Anh xoay người rồi dứt điểm đi không quá hiểm, nhưng bóng lại bật vào chân của Vertonghen, đổi hướng đi vào lưới. Pha bóng này được tính là tình huống phản lưới nhà của trung vệ tuyển Bỉ. Thời gian còn lại là quá ít ỏi để De Bruyne và các đồng đội lật ngược tình thế. Pháp giành tấm vé vào tứ kết Euro 2024 nhờ kết quả 1-0. Phát biểu sau trận đấu, De Bruyne tiếc nuối nói: "Chúng tôi có kế hoạch, chúng tôi đã thực hiện tốt với chất lượng của đội tuyển Pháp. Chúng tôi biết mình sẽ không có quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc nguy hiểm. Thật đáng tiếc khi thủng lưới như vậy, nhưng đó là bóng đá. Liệu kế hoạch của chúng tôi có sai lầm không ngư? Khi bạn cho Pháp nhiều không gian, rất khó để theo kèm Griezmann, Mbappe và Thuram trong những tình huống một chọi một. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định chơi thấp một chút. Chúng tôi không để cho Pháp có nhiều cơ hội. Đó là kế hoạch tốt cho tới 5 phút trước khi kết thúc trận đấu." Trong trận đấu diễn ra sau đó, Bernardo, Ruben Dias, Matheus Nunes và Cancelo đã cùng Bồ Đào Nha hạ gục Slovenia để bước tiếp tại Euro năm nay. Hiện tại ngoài Arthur của tuyển Hà Lan chưa ra sân, các ngôi sao của Man City của chúng ta có mặt tại vòng tứ kết Euro bao gồm có Stobri của Tây Ban Nha, Akanji của Thụy Sĩ, Foden và Kyle Walker-Johnston của đội tuyển Anh. Chính thức, Man City bán Harold Bellis với giá 20 triệu bảng. Harold Bellis đã thi đấu cho Southampton mùa trước theo dạng cho mượn từ Man City, kèm theo điều khoản đội bóng chủ sân St. Mary bắt buộc phải kích hoạt điều khoản mua đứt nếu thăng hạng tại Premier League. Và sau khi đánh bại Leeds United ở trận chung kết thăng hạng, Southampton mới đây đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt ngôi sao người Anh từ The Citizen trị giá 20 triệu bảng. Trong ngày ký hợp đồng, trung vệ 22 tuổi đã không giấu nổi cảm xúc: "Tôi đã trải qua một mùa giải tuyệt vời tại đây, do đó tôi rất vui khi chính thức trở thành cầu thủ của Southampton", Hagos Bellis nói. "Cảm giác đóng góp và chiến tích đưa câu lạc bộ lên chơi tại Premier League thực sự khó diễn tả. Tôi đã học hỏi được nhiều điều tại đây và dần hoàn thiện bộ kỹ năng chơi bóng. Được cống hiến cho Southampton là một vinh dự và tôi không thể đợi được đến ngày sát cánh cùng các chiến hữu." Vài năm gần đây, Southampton đã trở thành bến đỗ cho nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ học viện của Man City sau khi bổ nhiệm cựu tuyển trạch viên của The Citizen là Joshua và Jason Wingard và thành phần ban lãnh đạo đội bóng. Hàng loạt những gương mặt nổi bật như Gavin Bazunu, Romeo Lavia, Samuel Edogie, Juan Larruriz, Sichalet hay George McLamara đều đã từ Man City cập bến St. Mary. Trong đó, Lavia từng giúp Southampton thu về 58 triệu bảng sau khi đầu quân cho Chelsea ở hè năm ngoái. Chelsea có cơ hội xem dò các cầu thủ trẻ. Sau một vài năm tạm dừng vì đại dịch, Man City đã trở lại các chuyến du đấu của mùa giải trước vào năm 2022. Trong nhiều đợt du đấu trước đó, Man City đã có cơ hội chỉnh lạc những mảng non như Rico Lewis vào hai năm trước. Mùa hè năm ngoái thì Oscar Bot gây ấn tượng với ban huấn luyện bằng màn thể hiện cá nhân trong các trận đấu tập và giao hữu. Pep Guardiola không dễ dàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng luôn có một con đường cho những người đủ giỏi.
Trong khi Phil Foden là ngôi sao sáng bước ra tiểu viện, Lewis và Bros cũng đã sớm cho thấy những gì có thể làm được vào những tháng mùa hè để giành sự tin tưởng của Guardiola. Năm nay thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa cho các cầu thủ học viện vì nhà đương kim vô địch Premier League mất tới 14 cầu thủ dự Euro 2024, cũng như Julian Alvarez có mặt tại Copa. Sẽ có một đường trẻ tới Bắc California vào hè này và mọi người sẽ có cơ hội quan sát các viên ngọc thô thi đấu ra sao. Những chuyến du đấu gần đây được mình chính là vô giá trong việc bổ sung thêm chiều sâu vào đội của Man City. De Bruyne lên tiếng về khả năng rời Man City để cầm biến Saudi Arabia. Kevin De Bruyne chỉ có 1 năm hợp đồng với Man City. Đang có tin đồn cho rằng các câu lạc bộ tại Saudi Arabia muốn chiêu mộ De Bruyne, nhất là sau khi giám đốc thể thao của Saudi Pro League là Michael Amerino gặp gỡ De Bruyne ở Club World Cup hồi tháng 12. Tờ HSBVR của Bỉ đã nói De Bruyne rằng anh có ở lại Man City vào mùa tới hay không, và ngôi sao 33 tuổi đã trả lời: "Có chứ, tôi đã đọc rất nhiều tin tức về một vụ chuyển nhượng tới Saudi, nhưng tôi chưa nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi gặp Kessler tại Esmalalo ở Club World Cup. Tôi biết ông ấy, nên việc chúng tôi nói chuyện là hợp lý. Nhưng câu chuyện không phải là về chuyển nhượng. Tôi đã ký hợp đồng ở thời điểm phù hợp. Nếu có một lời đề nghị tốt và bạn nói với Pep rằng bạn muốn ra đi, thì thương vụ đó khả thi. Điều này có thể khác ở câu lạc bộ khác, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn ra đi. Tôi đã thừa tiền đủ tiền rồi, nhưng nếu có một số tiền vô lý đến, đó cũng là cho gia đình, họ hàng, cháu chắt và bạn bè của tôi." Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.